Dù bạn là ai thì tất nhiên nước là thứ không thể thiếu. Và mỗi ngày thì bạn đang sử dụng nước nào để uống? Mình và nhiều người bạn khác thì hay sử dụng nước uống đóng bình tinh khiết như thế này. Nhưng mà liệu rằng những ly nước tinh khiết như thế này nó đã đủ sạch và đủ tinh khiết hay không? Nước uống tinh khiết đóng bình, siêu bẩn, siêu lợi nhuận. Kinh hoàng nước đóng chai, sử dụng nguồn nước giếng khoan từ nghĩa địa. Báo động chất lượng nước đóng chai. Thực sự là quá nguy hiểm đúng không các bạn? Tưởng chừng là những cái bình nước tinh khiết như thế này thì sẽ sạch, nhưng mà lại không phải như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta phải uống nước như thế nào thì mới đảm bảo an toàn? Các bạn hãy yên tâm, hãy để máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG100HA chính lõi này giúp các bạn. Thiết kế tinh tế, kiểu dáng gọn gàng, vỏ hợp kim phay xước, kết hợp kính cường lực màu đen sang trọng, họa tiết hình bong bóng nước vô cùng đẹp mắt, mang lại nguồn nước siêu sạch và giàu khoáng chất. Đây không chỉ là một ly nước tinh khiết mà nó còn được bổ sung những cái khoáng chất rất là có lợi cho sức khỏe. Thật là khó tin đúng không ạ? Nhưng mà đây là sự thật, bởi vì là chiếc máy này thì có một cái hệ thống lọc lên đến 9 lõi ở phía bên trong này. Đầu tiên, nước từ nguồn cấp theo ống dẫn đi qua 3 lõi lọc thô số 1, số 2 và số 3 này để lọc bỏ bùn đất cặn bẩn nhỏ hơn 1 micromet, tức là chỉ bằng khoảng 1 phần 100 sợi tóc người, đồng thời còn giúp khử mùi, hấp thụ chất hữu cơ, clo có trong nước. Tiếp theo, máy bơm sẽ bơm nước đến lõi lọc RO. Máy sử dụng loại máy bơm có van 2 chiều nên có thể hoạt động với mọi nguồn nước, kể cả nguồn nước được lắp đặt ở những vị trí thấp hay là âm sâu từ 2 cho tới 3 mét vẫn có thể hút nước lên được. Và lõi lọc RO này là loại lõi lọc Voltex được nhập khẩu từ Hàn Quốc với các khe lọc có kích thước chỉ 0,0001 micromet. Tiếp tục lọc các chất rắn ion kim loại nặng và còn có thể lọc được những vi sinh vật, vi khuẩn với kích thước siêu nhỏ. Lõi lọc RO này ứng dụng công nghệ dòng chảy xoắn giúp giảm đóng cặn và giảm lượng nước thải đến 75% so với các loại máy lọc nước thông thường, tăng hiệu quả lọc nước cao hơn. Máy lọc nước này có tỷ lệ lọc là 4:6, có nghĩa là nếu có 10 lít nước thì nó sẽ lọc được 4 lít nước tinh khiết và 6 lít nước thải đi theo đường ống xả thoát ra ngoài. 6 lít nước thải này thì vẫn có thể sử dụng được để tưới cây hay là lau nhà. Sau khi đi qua lõi lọc RO thì nước đã đạt được độ tinh khiết hoàn toàn và được trữ ở bình chứa này. Bình chứa này thì có dung tích là 10 lít. Công suất lọc của máy là 20 lít một giờ, cho nên là có thể đủ nước cho một gia đình đông người từ 5 cho tới 7 thành viên. Đây là loại bình tăng áp nên nếu bị cúp điện, chúng ta vẫn có thể mở vòi lấy nước ra uống. Vòi lấy nước này được làm từ thép không gỉ nên là an toàn cho sức khỏe. Không chỉ là lọc được nước tinh khiết mà chiếc máy này còn có bộ 5 lõi lọc chức năng, cho nên nhờ vậy mà nước sẽ được bổ sung những cái khoáng chất có lợi cho cơ thể, trung hòa axit, tiêu diệt vi khuẩn và cân bằng độ pH. Đặc biệt nó có hai lõi tạo hydrogen, gồm lõi số 6 RPH giúp tạo điện giải và hydro hoạt hóa thông qua phương pháp tự nhiên sử dụng hạt khoáng. Lõi 7 HIPH cộng giúp tạo kềm tính cho nước, hỗ trợ cân bằng độ pH. Nhờ vậy, chiếc máy này có thể cho ra nguồn nước chứa hydrogen, giúp loại bỏ mùi hôi và các chất gây hại, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào da, ngăn ngừa lão hóa, cung cấp độ ẩm cho da. Ngoài ra, nó còn cung cấp khoáng chất tự nhiên như là canxi 2 cộng, kali 2 cộng, natri 2 cộng, sắt 2 cộng và magie 2 cộng, giúp cơ thể hấp thu nước và khoáng chất nhanh hơn, tăng cường bảo vệ sức khỏe. Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG100HA, giải pháp nước sạch tăng cường sức khỏe.